Đã quay trở lại với F Studio. Mình là Buni đây. Như tiêu đề video, hôm nay mình sẽ điểm qua một vài điểm nổi bật trên chiếc Oppo Reno 7Z 5G, một chiếc điện thoại chưa mở bán đã có hơn 12.000 đơn đặt cọc. Phải chăng là sức ảnh hưởng của sếp Tùng quá lớn, hay là chiếc Oppo Reno 7Z này thực sự đỉnh trong phân khúc? Cùng tìm hiểu với mình nhé. Để mà nói về điểm nổi bật trên chiếc Oppo Reno 7Z 5G này, đập vào mắt mình đầu tiên nhất chính là thiết kế của nó. Với công nghệ được gọi là Oppo Glow, ở mỗi góc độ nhìn, mỗi góc độ ánh sáng sẽ cho ra màu sắc trên mặt lưng khác nhau, đi kèm là thiết kế phẳng lì, mặt lưng nhám mịn, nhìn khá là bóng bẩy và rất là nổi bật trong đám đông luôn nha. Một điểm nữa khiến Oppo Reno 7Z nổi bật đó là cụm camera mỗi khi có thông báo sẽ phát sáng ở viền, và khi mà chúng ta không bấm vào xem cái thông báo đó thì nó vẫn sáng tắt như thế này nè, thấy rất là rõ trong bóng tối nha, rất là tiện luôn. Tổng thể thì mình vẫn rất là hài lòng với thiết kế của chiếc Oppo Reno 7Z 5G này, nhìn rất là trên jet luôn. Điểm nổi bật thứ hai sau thiết kế trên em này chính là camera của nó. Các bạn có thể xem các bài đánh giá chi tiết hơn để hiểu rõ thêm về camera em này nha. Trong video hôm nay, mình sẽ nói về tính năng nổi bật trên camera của nó. Nhưng vẫn nói qua về thông số một chút, camera của em này có hai mắt, bao gồm một camera chính có độ phân giải là 64 MP, một camera macro 2 MP và một camera đo chiều sâu 2 MP. Thông số thì đúng là không có gì nổi bật, nhưng Oppo và ColorOS đã làm ra nhiều chế độ chụp hơn, hướng đến các bạn Gen Z nhiều hơn. Ví dụ như là tính năng quay video hiển thị kép. Tính năng này cho phép bạn sử dụng camera trước và sau cùng một khung hình, rất phù hợp với các bạn thích quay vlog ấy. Rồi còn tính năng chụp nhãn dán, rất nhiều các sticker được tích hợp vào camera của Oppo như thế này nè, không cần tải app chụp hình làm gì cho lằng nhằng hết nữa. Ngoài ra chúng ta còn có một chế độ chụp rất hay, đó là chân dung bokeh flare. Tính năng này xóa phông và biến ánh sáng xung quanh thành những bokeh rất ải dịu như thế này đây. Kế bên tính năng chân dung bokeh thì chúng ta có chân dung màu AI. Tính năng này xác định vật thể chính là có màu, còn background thì sẽ là trắng đen, sẽ cho ra những bức ảnh như thế này đây. Cảm nhận riêng của mình về camera selfie em này là thực sự đỉnh nha. Mình là một người có khá là nhiều vấn đề về da, nhưng cách xử lý da của camera selfie thực sự đỉnh, da được càng mịn và sáng hơn. Mình thấy Oppo đã cải thiện khá là nhiều phần làm đẹp trên camera selfie rồi, kiểu như là nhìn nó ảo nhưng mà nó vẫn chân thực á. Như kiểu bạn chụp một tấm hình lên xong mọi người sẽ vào hỏi là bạn xài cái gì mà da bạn đẹp vậy, chứ không phải là bạn xài app nào để cài da vậy. Ngoài ra thì chúng ta còn có tính năng đưa tay lên để chụp hình như thế này, một tính năng chắc cũng không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Tuy nhiên mình thấy nó hay và hữu ích. Một tính năng hay và hữu ích mà lại đi kèm với nhiều chế độ chụp đẹp như thế này thì chắc chắn là phải nhắc đến rồi đúng không? Kết phần camera, mình sẽ để một vài tấm ảnh tâm đắc chụp bằng Oppo Reno 7Z 5G ở Đà Lạt cho mọi người xem và cảm nhận nhé. Điểm nổi bật tiếp theo trên Oppo Reno 7Z 5G này chính là pin của nó. Nói sơ qua về dung lượng pin thì chiếc Oppo Reno 7Z 5G này có dung lượng pin là 4500 mAh, sạc nhanh VOOC 33W. Mình đã cầm nó đi khắp Đà Lạt nhưng phải đến 1 ngày rưỡi mình mới sạc một lần, và tốc độ sạc thì cũng khá là nhanh thôi, tầm khoảng 1 tiếng. Theo mình đánh giá thì pin em này khá là trâu đấy. Điểm nổi bật thứ tư trên chiếc Oppo Reno 7Z 5G này chính là màn hình của nó. Mình thấy mọi người thường quan tâm đến tần số quét. Em này mặc dù có tần số quét không cao, chỉ có 60Hz thôi, nhưng bù lại chúng ta có một kích thước màn hình lớn. Độ sáng màn hình em này lên đến 600 nit. Cảm nhận của mình khi sử dụng ngoài trời nắng là màn hình không bị tối quá và rất là rõ ràng và dễ chịu. Tuy nhiên có một điểm trừ là viền và cầm nó còn hơi dày. Mình nghĩ đây là một điểm trừ khá lớn. Nếu viền và cầm nó mỏng hơn một chút xíu thì coi như là perfect. Cuối cùng là về phần hiệu năng, em này chạy con chip Snapdragon 695. Tùy nhu cầu mỗi người sẽ thấy nó mạnh hay yếu, nhưng đối với một đứa con gái như mình có nhu cầu sử dụng điện thoại rất là cơ bản, sử dụng khoảng 10 cái app, lâu lâu thì chơi vài ván game, thì cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa gặp vấn đề gì. Mình vừa điểm qua một vài điểm nổi bật trên Oppo Reno 7Z 5G. Tất nhiên thì điện thoại nào cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu, nhưng đối với một người có nhu cầu sử dụng cơ bản như mình hoặc các bạn nữ khác, mình nghĩ như vậy, thì Oppo Reno 7Z 5G đã đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu đấy rồi.
Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về em điện thoại này? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau.